Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Đức Thứ Luyện. Hôm nay mình có làm cho các bạn một cái relay bảo vệ vòng tròn trong một tủ điều khiển lớn hay là trong một tủ động lực lớn, thì chúng ta dùng LPCB hay là LRCPO, chúng ta bảo vệ từng lay như vậy nó không đạt hiệu quả về kinh tế và đảm bảo về chế độ sinh chip của CB. Hôm nay chúng ta dùng một thiết bị để chúng ta đánh sập chế độ sinh chip của CB tổng như thế nào. Hôm trước mình có nói với các bạn đó là một bài mà chúng ta tính là hiệu ứng sốc nhiệt của CB, tại sao khi 3 giây cháy ở Tân Cảng thành phố Hồ Chí Minh tại gần cầu Sài Gòn, tại sao nó không rớt mà nó cháy đã rồi trong vòng 2 mét sau chúng tôi phải tác động bằng tay. Như vậy là lúc đó tôi nhắc lại với các bạn đó là tôi đã cãi với tiến sĩ tự động, người ta nói là nguyên tắc gắn mạch thì sẽ tác động CB, đó là chuyện của lý thuyết. Có một cuộc tranh cãi đó nhưng mà lúc đó tôi không chứng minh được. Thì sau một quá trình 3 năm đó thì tôi đã tính toán được hiệu ứng sốc nhiệt. Bài này đúng 100 lần sốc tôi sẽ xuất bản bài này. Tại vì cái công sức đầu tư tôi rất là quá lớn cho nên là tôi sẽ để sau. Thưa các bạn, hôm nay đó để mà tác động được cái vấn đề mà tôi đang nhắc các bạn để xảy ra vấn đề này, thì hôm nay tôi sẽ dùng một chế độ sinh chip để tác động trên CB bởi một con relay bảo vệ vòng tròn của hãng Mikko. Dùng con DIN 300 này, nó có tên là Atlas Relay, có nghĩa là relay bảo vệ vòng tròn. Ở trên con DIN 300 này đó thì các bạn sẽ thấy là nó có được hiển thị bằng led 3 đoạn. Thì ở trong cái giảng ở trong này là hệ số chúng ta nhân cho tác động là milliampere. Và cái hệ số bên này đó là cho chúng ta tác động bằng milliampere. Có nghĩa là chúng ta tùy chọn vào giãn đồ thời gian để nó tác động khi nào. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ dùng cái điều chỉnh milliampere tùy theo ý muốn của chúng ta. Thứ hai nữa là chúng ta có chân reset và chúng ta test cái bộ con DIN 300 này để tác động như thế nào. Và cũng ở chế độ này tôi muốn đánh sập chế độ sinh chip của CB tổng. Ở dưới này tôi bây giờ để mà nói thêm đó, thì ở trên này đó chúng ta phải tác động được con này bởi chúng ta dùng một con ZCT. ZCT là gì? Đó là tên gọi của nó. Cái hãng này hãng Mikko của hãng Malaysia. Thì các bạn thấy là nó không khác gì đó là một biến dòng, nhưng mà con này nó sẽ đeo vào 4 giây để nó tính toán là dòng điện đi trong này như thế nào. Con này rất là mắc các bạn. Tôi mua con này các bạn thấy nó nhỏ như thế này nhưng rất là mắc. Thì các bạn thấy là cái tên gọi của nó là ZCT. ZCT là Zero Current Transformer. Thì ra cái bộ này nó sẽ mắc hơn cái con biến dòng. Cái này là biến dòng của hãng Emic của điện lực. Con này cũng mắc tương đối, tôi không dám dùng cái con MCT hay là BCT. Thì sẽ có bài so sánh. BCT là gì? ZCT là gì? Và MCT là gì? Thưa các bạn, đó là giá trị của nó sẽ có hoàn toàn sẽ khác nhau. Và dẫn đến đơn giá và giá trị giá thành của nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Con này sẽ rẻ hơn nhiều lần so với con ZCT. Vì thế nào? Thì con ZCT này muốn đánh được, sụp được chế độ sinh chip của CB50A này với 33 này, thì nó phải tác động qua relay bảo vệ vòng tròn hay là con DIN 300. Thì nguyên lý đấu của nó như thế này, để mình cho các bạn xem cái sơ đồ đấu của nó ha. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ thấy trên con DIN 300 này nó sẽ cho chúng ta cái sơ đồ đấu chân. Các bạn thấy đây là cái hãng Mikko của Malaysia. Thì cái bộ ZCT này nó sẽ đeo vào 4 giây nớt pha lay và trung tính. Thì các bạn thấy là nó sẽ đeo vào chân số 76. Chúng ta lấy từ chân ti, ta đấu vào con DIN này nè, là chân 76. Và chân 12 là chúng ta nuôi nguồn này. Và chúng ta thấy là tiếp điểm thường đóng nó là 13-14 và thường hở nó là chân số 13. Như vậy chúng ta dùng chân số 13 này để chúng ta tác động bởi chế độ sinh chip cho CB. Thì thưa các bạn, chúng ta phải cần có một con sinh chip nữa. Đây, cái con sinh chip này các bạn thấy nó nhỏ nhưng mà nội công nó rất là thâm hậu. Nó đánh sập cái CB được 250 mb. Tại vì cái giãn mức
thời cái giãn đồ của nó cho phép mình từ cái ngưỡng từ 50 đến 250. Còn con lớn hơn đó các bạn đánh tới 2.000 đến 3.000 ampere rồi, rất là mắc. Thì đầu tiên đó chúng ta dùng cái con này để chúng ta đánh sạch cái chế độ sinh trip. Ví dụ như là tôi sẽ tác động bằng tay ha, các bạn có cái CD như thế này ha. Bây giờ tôi đang đây tác động bằng tay nè, thì tôi sẽ tác động, nó sẽ nhả ở chế độ mà chúng ta muốn bật lên không được. Chúng ta chỉ có một con đường duy nhất, đó là chúng ta sẽ bật xuống rồi chúng ta tác động lên. Như vậy hiện giờ tôi sẽ cho tác động bằng điện bởi cái con delay này, và sau đó sẽ có một bài tiếp theo, đó là chúng ta dùng bộ bảo vệ mắc pha đánh sạch con này. Hôm nay mình sẽ dùng con đinh này đó. Bây giờ các cách đóng nó như thế nào thì các bạn sẽ xem tôi mở CB này ra ha. Đó là các bạn sẽ cài con sinh trip này, cái này gọi là con sinh trip nha. Nó có cái ngưỡng là điện áp của nó là 220V. Mình bỏ nó vô cái móc ở trong cái CB đó các bạn, nó có cái móc vàng á. Đó, các bạn thấy chưa, đã lọt qua đây. Chúng ta thấy nó nhỏ nhưng mà nội công nó hình như là cỡ như dương quá. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đấu theo sơ đồ này ha. Thì ở trên này đó, ở đây tôi đang thiếu điện 3 pha, cho nên là 1 pha hay 3 pha gì nó đánh sập cái này cũng được nha. Bây giờ tôi đẩy nó lại, các bạn thấy nó đẩy bình thường không? Giờ mình dàn ốc nó lại thôi, dàn mẫu vô các bạn ha. Rồi các bạn nhớ ủng hộ mình nha, mình bỏ cái kinh phí ra để mình mua những thiết bị này làm cho các bạn đó, rất là nhiều tiền á, không có rẻ đâu. Thì đầu tiên đó là chúng ta cấp điện, ở đây là điện 1 pha 1 pha ha. Tôi muốn lấy hai chân này dưới và một chân trung tính nằm ở đây. Thì thưa các bạn, đầu tiên đó thì ở trên cái giảng đồ đó nó cho chúng ta cấp ở trên cái bản vẽ đó nè, nhà sản xuất nó cho sẵn rồi, làm sao thấy rõ ha. Cái chân số 1, 2 là chân nguồn nha, tôi cấp chân số 1, chân số 1 nè là lửa vào. Nhưng tôi bảo về cái con này đó bằng qua cầu chì các bạn, qua cầu chì nha. Bây giờ tôi lấy lửa đi qua cầu chì, yeah. Từ cầu chì này nè tôi mới cấp vô chân số 1. Nguyên tắc là chúng ta phải dùng cầu chì để bảo vệ mạch điều khiển. Các bạn hỏi tôi là mạch cầu chì để làm gì, để phân pha? Không phải, nó dòng nó rất là nhỏ để nó bảo vệ sự cố cho cái bộ điều khiển. Các bạn thấy là nếu con này á mở cái độ chấp độ cao nó 11, 12 triệu đến 18 đến 20 triệu một con, thì tôi sẽ đấu vô chân số 1. Được chưa nào? Và chân nguồn của nó, chân trung tính á thì tôi sẽ đấu vào chân số 2. Các bạn nhìn chân số 2 nha. Ở đây luôn. Tôi chỉ luôn ở trên này, các bạn sẽ cũng tôi dở lên cho các bạn thấy luôn, đây chân số 2 nè. Thấy nổi không? Chân số 2 nè. Ta cấp nguồn nuôi cho nó nha. Tôi mượn luôn một điểm trung tính cho cái thằng khác nha, từ từ ha. Yeah. Và tôi làm xúc cái dây này rồi, dây nguồn này qua đây rồi, vô trong chiếc hai trung tính này đúng không, trung tính này, trung tính nguồn đây, đấu xì đi nguồn ngay điểm đằng sẵn tôi đây rồi. Rồi để tôi đấu vô chân thứ hai này. Ok chưa? Yeah. Bây giờ đây là nguồn của trung tính đi về đầu chân CB này. Bộ này rất là hay, tại vì chúng ta dùng cái dòng rò này ở trong những tủ điều khiển, cái tủ động lực rồi chúng ta làm ở trong môi trường bận, trong môi trường nước á, cực kỳ rất là quan trọng, mà nó để đó bảo vệ được tính mạng của công nhân đang thi công ở công trường, để bảo vệ tính mạng. Và những công trường lớn như Cô Tác Công hay là Unicong hay là Hòa Bình đó các bạn, nếu mà không có cái bộ bảo vệ này đó thì người ta không cho chúng ta thi công đâu. Được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đeo chân thứ tự. Có thấy rõ không? Chân số 6, số 7 chúng ta đeo vào JST.
Được chưa? Bộ ZCT đây là S1, S2 đây nè. Các bạn nó sẽ có hai cực thôi, cái cực nó là giống y như hai đầu ra thôi ha. Nó không khác cái gì hết. Đây, để các bạn thấy rõ nè. Nè, cực nè, S1, S2 nè. Cái đây là người ta gọi là MCT. Rồi, chân số 7 nha. Số 6, số 7 vô, số 6, số 7 nè. Phải đúng thứ tự chân mà nhà sản xuất người ta quy ước. Rồi, 6, 7 gì cũng được, hai cực 6, 7 gì cũng được ha. Rồi, chân số 2 của ZCT. Chân số 2 của ZCT là S2 á, đi vào chân số 6. Đây nè, S1 đi vào chân số 7, S2 đi vào chân S2 đi vào chân số 7 và S1 đi vào chân số 6. Như vậy là chúng ta cắt nguồn cho từ lây này đi qua chân số 12 của đinh 300. Chúng ta lấy từ cầu chì ha. Đây nè, từ cầu chì nè, tôi lấy chì sẵn một sợi dây nè. Tôi cấp vào chân số 12 là chúng ta phải cấp nguồn luôn cho nó để nó tác động. Nhưng chúng ta cấp vào điện và xin lỗi vào chân số 12 để nó tác động chứ. Như vậy là bình thường đó là 12, 14 là thường đóng. Chúng ta dùng luôn luôn dùng cái chân thường hở nha, là NO xe nha, NO đó, thì chúng ta sẽ dùng chân số 13. Được chưa? Thì chân số 13 này chúng ta tác động vào đâu? Chân số 13 này chúng ta tác động vào cái sợi dây sinh chip đó nè. Sợi dây đỏ nè. Tôi sẽ dùng sợi dây đỏ này đấu vào chân số 13 của đi 300. Rồi le bảo vệ dùng rồi. Các bạn sẽ luôn thấy là nó sẽ dùng chân số 13 này đi về cuộn sinh chip của CB không các bạn? Lấy dẫn đồ trên mà. Dẫn đồ nào? Trên. Dẫn đồ đây đúng không? Đây, các bạn, đây nè. Lót nè, tải lót nè, thấy chưa? Rồi, đi về. Về đây. Được chưa? Và một sợi trung tính còn lại, chế độ sinh chip chúng ta đưa về trung tính của nguồn nha. Đây này các bạn thấy nè, ngay chỗ này nè, cái công tắc của nó nè. Một cái là chúng ta đưa vào chân số 13, nó đi chân số 13, nó đi vào đây S1 và S2 này người ta đi về trung tính. Dạ, đây tôi đấu về trung tính ở đây, tôi có trung tính sẵn ở đây luôn. Ok. Thôi tôi đấu chậm vô đây luôn đi ha. Nó công khỏi cuốn băng keo. Rồi. Bây giờ tôi cắm nguồn điện vô để tôi thử động này. Để tôi thử cho nó đúng theo tự dòng ha. Rồi đúng luôn, đúng lửa đây luôn. Ok, trung tính đây. Thì các bạn đang thấy là con sinh chip, con đinh 300 này, con relay bảo vệ dòng dò đang hoạt động. Chậm chậm. Được chưa? Bây giờ đó là chúng ta sử dụng cái này, chúng ta nhân hệ số nhân 1, nhân 10 và nhân 100 để chúng ta điều chỉnh được cái miliampere này. Được chưa nào? Thì ví dụ như là 125, chúng ta nhân 100 lên là nó là 1250 đúng không ạ? Thì còn cái giãn độ bên này đó thì chúng ta đang ở là nó cho chúng ta là thời gian tác động tính bằng mili giây. Thì bây giờ đó để mà tác động này á, thì các bạn sẽ xem ha. Tôi đang cho bật CB ở đây có điện chưa? Bây giờ đang có điện, quạt đang chạy ha. Thì bình thường thì nó không có vấn đề gì cả. Như vậy thì nó bảo vệ sau lịch dòng.
được chưa? Thì bây giờ mình sẽ dùng mượn một cái nguồn tạm là các bạn sẽ cho mình sẽ dùng một cái máy khoan. Hiện giờ là các quạt của mình đang chạy, các bạn thấy là nó đang mát, gió đang thổi đây. Thì hiện giờ mình sẽ tráo nguồn của nó đi, hay là chúng ta sẽ dùng vấn đề đó, chúng ta sẽ cho thiết bị chạy và chúng ta đưa một sợi dây mát hay một sợi lửa nào đưa truyền xuống đất, nó cũng sẽ tác động ngay. Thì bây giờ ở đây thì mình sẽ dùng cái này để chúng ta mượn hai nguồn, có nghĩa là chúng ta mượn cái đường trung tính đó, nó để nó bảo vệ sau lịch giống y như là CB chống giật nha, hay là LVC rồi CBO. Thì hiện giờ là cái quạt chúng ta đang xài ở đây thì chúng ta xài bình thường, thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái code tôi đang xài ở đây, tôi lấy lại lửa ở đây và tôi lại sẽ lấy trung tính nằm ở đây. Bây giờ nếu như tôi cắm cái bộ này vô tôi xài bình thường nha, bây giờ tôi sẽ cho chạy máy khoan bình thường hả, rồi từ từ rồi mà các bạn sẽ thấy là tôi sẽ lắp liếm nó để nó tác động như thế nào. Tôi mà lắp liếm tôi lắp liếm nó như thế nào, có nghĩa là mình thấy nó đang xài bình thường không. Cái này là ở trạng thái mà trong tủ ở chúng ta đó, ở dưới nhánh á thì chúng ta rất là xài thoải mái dưới này, CB 1 tép 2 tép gì việc của nó không quan trọng, được chưa? Nhưng mà quan trọng điều hôm nay là nó khi nó rò ở đâu đó thì nó sẽ đánh CB tổng thôi, nhiệm vụ của nó là đánh CB tổng. Thì các bạn sẽ thấy rồi, giờ tôi đang cho thiết bị là quạt đang chạy, nhưng mà bây giờ đó tôi đặt cái trường hợp xảy ra đó là tôi rút thằng trung tính ra, tôi mượn qua đi một nguồn khác, không đi qua trung tính, không đi qua bộ này, được chưa? Thì tôi cho nó chạy, nó sẽ tác động như thế nào, các bạn sẽ thấy nó tác động như thế nào ha. Thấp quang xuống à, chưa bị xúc dây rồi. Sao ta bị nóng chân thôi, các bạn thấy nó rớt ngay, CB mình nổ không nè, nổ nè các bạn nè. Bây giờ là chỉ có là chúng ta bật lên không được, được chưa? Này bây giờ mình phải đẩy nó xuống, reset trước, reset à, chúng ta reset cái nhãn chip ra, các bạn thấy không? Được chưa? Bây giờ chúng ta mới tác động nó sẽ cho chạy lên. Bây giờ quạt đang chạy ha, bây giờ tôi tác động lại một nửa, các bạn sẽ xem ở chế độ off nè nha, bây giờ nó tác động nha. Các bạn sẽ thấy con đinh 300 này sẽ báo ở chế độ tiếp, cực kỳ an toàn. Đây tôi nhắc lại cho các bạn một lần nữa, nếu như mà bữa hôm trước bạn cử nhân á mà không dùng cái con đinh này là chết dưới hố rồi, rất là nguy hiểm. Cho nên tôi thấy nó rất là hay, cho nên tôi sẽ bỏ tiền ra tôi mua cái con này về để tôi làm cho các bạn xem. Vì thưa các bạn, đó là con này nó cũng không nhiều tiền lắm đâu, cái mạch này thì cũng không nhiều lắm đâu, nhưng mà nó sẽ ứng dụng. Và sau đó tôi sẽ làm những cái tủ này tôi đưa vào công trường, và đặc biệt là trong những cái môi trường ẩm như thế đó cực kỳ quan trọng, và môi trường nước như vậy. Thì các bạn thấy là cái con sinh chip này đó, nó nhỏ thôi mà nó đánh sập được một CB lớn như thế này, rất là hay. Các bạn có thể thử dùng cho tôi nếu các bạn không có dòng rò này không tác động. Sau đó tôi sẽ mua một cái con Action Relay, nghĩa là relay bảo vệ trạm đốc, để tác động nó như thế nào, đúng không các bạn? Thì các bạn phải biết là chúng ta phải dựa vào bộ JCT này, chúng ta dựa vào bộ relay này để tác động. Chúng ta dựa vào một con sinh chip mà nhỏ xíu nhỏ xíu đó, cỡ tầm nội công của nó phải cỡ như dương quá đó thì tầm đó nó mới đánh nổi con này, đúng không? Cái con này các bạn thấy nó nhỏ, chứ cái ngưỡng của nó mà nó khoảng cỡ 1000 ampe, thì các bạn lấy tay các bạn tác động thì nó hơi nặng á, nhưng con này nó nhỏ một xíu nó quýnh sập luôn. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, chúng ta sẽ gặp nhau những video sau, đó là chúng ta sẽ dùng bộ bảo vệ mất thai, chúng ta đánh con này nó như thế nào. Ok, các bạn nhớ like share video cho mình nha, có gì xem nói cho các bạn có thể là comment dưới video để mình sẽ trả lời cho quý vị và các bạn nếu trong khả năng mình biết. Xin nhắc lại các bạn đó nữa là mình không phải là giảng viên, hiện giờ thì công việc của mình đang đi làm công nhân để kiếm sống nuôi vợ qua ngày, nhưng mà ở vị trí nào thì mình cũng sẽ làm được. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, nhớ cho mình con số 1 và cho mình một like nhé. Cảm ơn bạn Ngô Thiên Huy đã quay video này cho các bạn. Xin chào các bạn, chúng ta sẽ gặp video sau.